thiệu đây là dàn mini, model là Denon MX11, một trong những dòng đề cao của thương hiệu Denon trong phân khúc mini. Denon MX11 thiết kế theo hướng hiện đại châu Âu nên không sản xuất hộp MD trên cái bộ dàn này, nên mình chỉ sử dụng chức năng duy nhất là chức năng CD. Ngoài ra phía trước này nó có rồ tháp in, ngõ phone. Đây là jack 3.5 ra 3.5 dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Trên dàn này mình có thể chỉnh được bass, treble, mượn mức trên dàn. FM là 108, bass full đài Việt Nam. Công suất của loa là 100W trên cặp loa, tức là 50W một thùng. Trở kháng là 6 ohm. Trạm loa là sắt bắp chuối. Do vận chuyển thì bên đây nó có cái lớp vỏ nhựa, ngoài nó rớt cái lớp vỏ nhựa nha. Trạm âm ly cũng là sắt bắp chuối. Có ngõ in out rất là nhiều để mình kết nối được nhiều thiết bị ngoại vi, chẳng hạn như là điện thoại, TV, máy tính. Dàn này có optical out nhưng không có optical in. Bù lại nó có ngõ USB dùng kết nối với máy vi tính nhận làm sao cạc rời. Đây là một chức năng mà đối với những anh nào thích nghe nhạc lót nét từ trên mạng thì mình kết nối qua ngõ USB này, nhận bộ dàn làm sao cạc rời, hoặc mát TV mà có ngõ USB mình vẫn kết nối được nha. Một ngõ USB thì mình ghim vào cái đầu mát TV hoặc là đầu máy tính, còn một ngõ còn lại mình ghim vào đây, nó giống như sợi dây kết nối máy in. Mình muốn nghe radio AM, FM thì mình cắm anten vào đây. Còn đối với dây kết nối điện thoại thì mình có thể ghim phía trước, phía sau đều được. Công suất âm ly là 50W, hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Hình thức lo đẹp, dàn đẹp. Chiều cao của lo là 29cm. Chiều ngang cả bộ dàn là 53cm, sử dụng tốt cho phòng 25-30m2. Hàng nội địa Nhật, nguyên bản nguyên zin, chạy điện 100V. Bát lõm rất đẹp, cực kỳ độc đáo. Ngoại hình bộ này lo bóng bóng rất là sang. Trép là trép đơm, bát là 13. Mặt dàn là phơi nhôm. Bộ dàn này đáp ứng đúng tiêu chí, đẹp, hay, lắng nghe và nhìn cho mình. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Các anh mua hàng thì vui lòng cọc cho em 500.000, số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Khi các anh nhận hàng thì vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Em bán hàng không bao ship. Nếu các anh không chuyển cọc thì vui lòng chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình một sợi dây kết nối điện thoại, TV, máy tính. Số điện thoại cũng như Zalo bên cửa hàng em là 0931008099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn và chốt hàng cho mình. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua chức năng đĩa CD. Vui bước nhỏ kề nhau nghe chuyện cũ.
bao ngày qua. Lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở kỷ niệm từ. Em sẽ trả bài cho các anh thấy là Max CD đọc cực kỳ tốt. Bây giờ em xin kết thúc clip test nha. Các nào mua hàng cứ liên hệ 0931008099 giúp em. Hãy subscribe.